Chuyện ma kinh dị, quỷ ám, tác giả Vương Bảo. 11 giờ tối, tôi nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Người gọi đến là một người đàn ông trung niên nhà ở huyện Vũ Tĩnh thuộc tỉnh Tòa Thành. Qua thăm hỏi, tôi nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, cần phải gấp rút giải quyết. Nếu để lâu dài sẽ sinh thêm nhiều quỷ sự. Anh cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ bắt xe lên đó để xem tình hình thế nào. Tạm thời cứ làm theo cách của tôi để trấn bớt âm khí. Tôi dặn dò người đàn ông dài một vòng tròn muối quanh chiếc giường của nạn nhân, lấy vài tép tỏi nhét vào túi áo và dưới gối. Dù chỉ là tạm thời, nhưng cũng cầm cự đủ lâu khi tôi đến. Như thường lệ, cứ mỗi một chuyến đi nào, tôi cũng đều đeo vào cổ một sợi dây chuyền có mặt là một linh phù hộ thân. Vì làm nghề trừ tà, nên việc bảo vệ bản thân cũng là điều quan trọng nhất. Trước kia, tôi cũng từng nhận rất nhiều vụ việc như này, nhưng không nguy hiểm bằng. Tôi bắt chuyến xe buýt đầu ngày lên huyện B, hôm nay là cuối tuần, nên trên xe có rất nhiều hành khách trở về quê. Chiếc xe buýt chạy một quãng đường dài, đến một ngã ba thì đi chậm lại. Hành khách trên xe bàn tán về vụ tai nạn xảy ra trước mặt. Tôi cũng nhõm người lên xem. Nạn nhân của vụ tai nạn là một cậu thanh niên trẻ tuổi, nom có vẻ là nhân viên văn phòng. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến đầu nạn nhân đập trực tiếp xuống mặt đường, chấn thương sọ não dẫn đến tử vong tại chỗ. Bên cạnh cái xác là một cô gái nhỏ tuổi hơn mà tôi đoán là vợ của thanh niên ấy. Tôi thở dài một tiếng lắc đầu, nói thầm. Chết do bị tai nạn ở ngoài lộ, tất không thể về nhà được. Vong hồn của anh ta sẽ vĩnh viễn giam cầm ở đây. Nghiệp quả này anh ta phải gánh chịu. Heis, người khổ nhất bây giờ có lẽ là người vợ. Thật đáng thương. Tôi tựa người vào ghế ngủ, thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì chỉ còn mình tôi ngồi trong xe. Người đánh thức tôi là một bác phụ xe. Bác ấy bảo xe đã đến trạm cách đây gần 10 phút rồi. Gọi mãi tôi mới tỉnh dậy. Thanh niên như cậu chắc cũng bận rộn công việc. Nom có vẻ mệt mỏi nhỉ. Đến trạm rồi, xuống xe đi để chúng tôi còn di chuyển đến trạm khác. Bác phụ xe thân tình nói. Tôi mỉm cười, gãi gãi đầu ngượng ngùng rồi đứng dậy bước ra khỏi xe. Trước lúc đi còn ngoái lại chào bác ấy một tiếng cho phải phép. Theo như định vị người đàn ông kia gửi, thì ngôi nhà chỉ cách trạm xe buýt này tầm 5 km. Có thể bắt xe ôm đến đó kịp, dù gì cũng mới 9 giờ. Này đi xe ôm không anh? Đang đứng trầm tư, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi quay người ra sau thì ồ lên một tiếng khi trông thấy người quen. Đây là Thành, một người bạn hồi cấp 3. Hiện tại nó đang chạy xe ôm kiếm ít tiền trang trải cuộc sống. Ủa, Thiên Bảo, mày đi đâu đây? Thành hỏi. À, tao có xíu việc phải lên đây ấy mà. Sao rồi sáng giờ có chạy được quốc nào không? Heis, không mày ạ, vẫn ế ẩm đây. Thành cười buồn. Bây giờ thì có khách rồi đấy. Mày chờ tao đến địa điểm này nhé. Giá cả không thành vấn đề. Nếu được thì tao bo thêm cho chút ít. Tôi vỗ vỗ vai nó. Thành nghe tôi đề nghị thì mừng như bắt được vàng. Nó gật đầu cái rụp rồi đưa tôi chiếc nón bảo hiểm. Đợi tôi ngồi yên vị mới nổ máy cho xe chạy đi. Tôi công nhận rằng Thành quả thật là tay lái lụa. Đến những khúc cua rẽ, nó chạy rất êm và đảm bảo an toàn. Khi đến nơi, tôi bước xuống xe, lấy trong bóp ra tờ 500.000 rúi vào tay nó, bảo. Đây, tao gửi mày tiền đi xe nhé, sẵn tiện bo cho mày luôn, để dành mà mua đồ ăn ngon. Tao cảm ơn mày nhiều nha, sáng giờ ế khách mà gặp khách sộp như mày nữa thì còn gì bằng. Có gì cứ alo tao một tiếng, có mặt 24/7 luôn. Ừ, nói hay lắm, đến lúc tao cần nhớ đến nha. Tôi trêu chọc. Thành cười hề hề, cảm ơn tôi thêm lần nữa rồi phóng xe đi. Tội nghiệp cho nó, học xong cấp 3, đã phải bươn trải đi kiếm tiền. Nhà nó không có điều kiện nên chẳng thể học lên đại học. Kiếm kế sinh nhai, may được chú bác giới thiệu cho nghề chạy xe ôm mới có đồng ra đồng vào. Hồi cấp 3, nó là một trong những học sinh giỏi đứng nhất nhì trong trường. Vậy mà, đáng tiếc thật. Tôi bước vào trong sân, một khoảng sân rộng rãi thoáng mát có thảm cỏ xanh mướt, cùng những bồn trồng hoa mẫu đơn san sát cửa sổ. Tất cả làm cho ngôi nhà khang trang này càng đẹp thêm. Đứng trước cánh cửa làm bằng gỗ xoan đào, tôi với tay nhấn chuông. Hồi chuông vừa vang lên, ở bên trong liền có người ra mở cửa nghênh đón. Người mở cửa là người đàn ông gọi cho tôi khuya hôm qua. Dáng người anh ta mảnh khảnh, gương mặt vuông chữ điền cùng bộ ria mép nhàn nhạt. Qua vài lời giới thiệu thì tôi biết anh ta tên Thiên Thanh, có người vợ tên Mai Hương và một đứa con trai Bách Tùng.
Đứa con trai của anh cũng là nạn nhân trong vụ bị ám nguyền. Tôi được mời dùng trà trong khi nghe Mai Hương, vợ của Thanh, kể lại đầu đuôi sự việc. Chuyện xảy ra cũng mới cách đây vài ngày. Gia đình của Thanh chuyển đến ngôi nhà mới khang trang đầy đủ tiện nghi này khi công việc trong công ty có nhiều tiến triển vượt bậc. Thanh làm trưởng phòng kinh doanh, Hương thì làm trợ lý của nữ giám đốc. Công việc ổn định, cùng với sự thăng tiến, tiền tài đổ vào tài khoản ngân hàng nhiều không đếm xuể. Ngôi nhà này được chồng cô mua lại với mức giá 2 tỷ rưỡi, sau khi đặt cọc mua thì vẫn còn dư ra rất nhiều tiền. 5 năm kể từ khi xin việc trong công ty, đây là lần đầu tiên cả gia đình hưởng thụ vinh hoa phú quý, cảm nhận đủ đầy mùi giàu sang. Họ đã có khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau, cho đến khi quỷ sự bắt đầu xảy ra. Mai Hương nghĩ chắc là chuyện học hành áp lực, nên con trai mới sinh ra những ảo giác như thế. Cô trấn an con, dành nhiều thời gian bên cạnh thằng bé hơn. Cho đến một hôm, Thiên Thanh có việc đột xuất phải trực cả ca đêm, nên không về được. Hương ở nhà ngủ cùng con trai. Đồng hồ điểm 11 giờ rưỡi. Đang say giấc, bỗng cô cảm thấy có thứ gì đó đang cựa quậy. Mở mắt ra thì đứa con trai đã đứng ngay đầu giường từ lúc nào. Nó chỉ tay thẳng vào mặt cô mà thốt lên rằng gia đình chúng mày cướp mất chỗ nương tựa của gia đình tao, nhất định sẽ không được sống yên ổn. Lời nói vừa dứt, thằng bé chợt bật cười lớn rồi gục xuống đất bất tỉnh. Hương hoảng hốt, vội lao đến đỡ người con trai dậy. Thằng bé vừa nói gì vậy? Ai cướp mất chỗ nương tựa? Hay nó nói mớ chăng? Điều này kỳ lạ thật. Cô trấn an bản thân chắc mình nghĩ quá nhiều, nên khi chồng về cũng không kể lại. Vậy là lúc ấy, anh nhà đây vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Chính phải, tôi cứ nghĩ chuyện thằng bé mộng mị linh tinh chẳng là gì cả. Cho đến một ngày, chính thằng bé là người đã kể lại cho chúng tôi mọi chuyện xảy ra hàng đêm. Hương nói, trong chất giọng vẫn có chút run sợ. Cô áp tay lên ngực cố trấn tĩnh bản thân mới ôn tồn kể lại. Mấy dạo nay tôi thấy Bách Tùng gầy đi nhiều. Mặc dù ngày nào tôi cũng dành nhiều thời gian bên cạnh nó, chăm sóc nó chu đáo cẩn thận. Lúc gặng hỏi, nó một mực không chịu nói. Chỉ khi tôi đeo vào tay nó chiếc vòng bình an thì mới chịu lên tiếng. Bách Tùng kể lại rằng, từ khi chuyển nhà mới đến nay, đêm nào cũng mơ thấy một lão già kỳ dị bám theo nó, điều khiển tâm trí theo ý ông ta. Hằng đêm giấc mơ kỳ lạ đó cứ lặp lại, khiến thằng bé rất khó chịu. Đỉnh điểm là hôm nay, nó không tỉnh dậy nữa. Tôi thành khẩn xin thầy hãy cứu lấy nó. Tôi xin thầy, Hương khóc nấc lên. Tôi đã nhận lời đến đây, thì nhất định sẽ làm hết khả năng. Mong anh chị đây đừng quá đau buồn. Theo như tôi cảm nhận thì chuyện này chẳng hề đơn giản. Dừng một lúc, tôi lên tiếng đề nghị. Đêm hôm nay tôi muốn tá túc lại đây để lo liệu, được chứ? Không thành vấn đề, thưa thầy, thầy cứ tự nhiên. Từ lúc tôi bước vào và nghe lại toàn bộ câu chuyện cho đến nay, Thanh vẫn trầm ngâm suy tính điều gì mà không lên tiếng. Trong thoáng chốc, tôi thấy sắc mặt anh ta trông không có vẻ gì là tin vào chuyện vợ mình tường thuật lại. Anh chắc chắn có thể đảm đương được vụ này, hay đơn thuần chỉ là một tay thầy lừa đảo. Thanh gằn giọng dò hỏi. Bị động đến lòng tự tôn, tôi đáp vẫn giữ nguyên nét ôn hòa. Nếu anh không tin tưởng tôi, cớ gì lại mời tôi đến đây? Thanh cũng không chịu buông. Tôi vốn dĩ tin tưởng thầy của anh, ông Trung, bởi vì trước kia cha tôi từng là người đã mời ông ấy về lo pháp sự. Còn anh là ai mà dám lên mặt? Anh chỉ là một học trò nhỏ nhoi của ông ấy mà thôi. Bằng chứng gì cho thấy tôi phải tin một kẻ như anh? Anh à, anh quá đáng rồi đấy. Mai Hương bên cạnh nắm chặt tay chồng mình, lắc đầu tỏ ý không đồng tình với thái độ của Thanh. Em thôi đi, em chỉ được nước làm quá vấn đề lên, con trai mình do lao lực nên mới bị bệnh. Chẳng có chuyện ma quỷ gì ở đây cả. Thanh gắt gỏng hất tay vợ mình ra, lại quay sang tôi dở giọng thách thức. Nếu anh bảo có chuyện ma quỷ, thì ngay đêm hôm nay anh phải bói cho tôi một con ma. Không có thì cút khỏi đây trước khi tôi gọi công an gông cổ anh vào tù. Tôi nhìn anh ta quá đủ rồi, gọi điện mời tôi đến đây xong, bây giờ lại xỉa sói tôi như thế. Liệu anh ta coi tôi là thứ gì? Súc vật à? Mà súc vật cũng có cảm xúc đấy. Nhận lời xong, Hương dẫn tôi đi vào căn phòng trên tầng gác mái dành cho khách. Tôi cảm kích vô cùng trước sự đối đãi của cô, ít ra còn hơn ai kia đang ngồi ở phòng khách. Thật chẳng ra thể thống. Anh đừng trách chồng tôi làm gì, chắc anh ấy lo lắng cho con trai nên mới lỗ mạng như vậy. Anh cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé, cần thứ gì cứ bảo tôi. Tôi cảm ơn chị nhiều,
phiền chị rồi. Tôi vui vẻ đáp lời. Đợi cho bóng hương khuất hẳn, cả thân hình tôi mới gục xuống chiếc nệm êm ái, mắt chòng chọc nhìn lên trần nhà. Ngôi nhà này ẩn chứa bí mật gì? Tôi cảm nhận được trong nhà này tồn tại không chỉ duy nhất một con quỷ. Tối ngày hôm ấy, sau khi dùng xong bữa tối với gia đình Thiên Thanh, tôi đã vội lên phòng trên gác mái sửa soạn một số vật dụng cần thiết cho phi vụ khuya nay. Lúc ăn tối, Thanh không hề nói với tôi câu nào, chỉ lặng lặng dùng bữa. Cũng phải thôi, anh ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người như tôi. Chắc chắn lát nữa, đây sẽ tin những gì tôi nói là sự thật. Đồng hồ điểm 10 giờ, tôi đem vật dụng cần thiết bỏ trong chiếc túi nhỏ. Bảo thân chủ cứ ở ngoài đợi tránh quấy rầy và đảm bảo sự an toàn trong lúc hành pháp. Thanh cứ nặng nặc đòi vào trong, vợ anh ta khuyên nhủ, mãi mới chịu rời đi, mặc dù trong lòng vẫn chưa yên tâm giao con trai cho người lạ. Thiết bị điện trong căn nhà đều tắt tối, om hết cả. Chỉ còn duy nhất nguồn sáng tủ mù hắt ra từ ngọn nến đặt ở phòng khách và phòng ngủ của Bách Tùng. Trong lúc mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, thằng bé vẫn nằm trên giường nhắm nghiền mắt, hơi thở ổn định, không có gì bất thường. Chọn một vị trí kín đáo nhưng đủ để quan sát và ra ngoài bất cứ lúc nào, chiếc tủ quần áo. Tôi hồi hộp chờ đợi, 1 phút, 2 phút, rồi đã 10 phút trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh gì. Tôi lấy làm lạ, chẳng lẽ có gì sai sót ở đây chăng? Ngay khi tâm trí đang nghi hoặc, bản thân thì trên giường, Bách Tùng bật ngồi dậy như quỷ nhập tràng, mắt đảo khắp xung quanh. Nói là đảo mắt, nhưng thật ra mắt nó vẫn nhắm nghiền, chiếc cổ di chuyển nhanh thoăn thoắt một cách hết sức kỳ dị. Sau khi xem xét tình hình xung quanh, Bách Tùng bật người khỏi giường và bắt đầu đi quanh căn phòng. Tôi lấy trong chiếc túi nhỏ ra một đạo bùa khắc tà ma, chỉ chờ nó tiếp cận chiếc tủ, tôi sẽ lao ra như mấy người hùng trong phim mà dán lá bùa vào giữa ấn đường nó. Chỉ chờ có thế, mọi sự diễn ra đúng như tôi dự đoán. Bách Tùng dò dẫm lại gần chiếc tủ. Ngay khi tôi chuẩn bị lao ra thì ánh đèn điện từ đầu lóe lên. Tôi giật mình bước ra khỏi chiếc tủ. Đối diện tôi là vợ chồng Thanh, chứ không hề có bóng dáng của thằng bé. Mọi chuyện đến đây là kết thúc. Giả thần lộng quỷ trừ tà ma, tất cả chỉ là lừa bịp. Khuôn miệng Thanh nhô cao, đẩy sang một bên tỏ vẻ đắc ý. Này, em đã bảo ở yên ngoài phòng khách để cho thầy lo liệu còn gì. Hương ở bên cạnh khó chịu ra mặt, lại có vẻ ái ngại khi nhìn sang tôi. Em thôi đi, suốt ngày ma với trả quỷ, nhẹ dạ cả tin như em mới bị mấy kẻ mua thần bán thánh như vậy lừa lọc đấy. Thanh liếc mắt nhìn vợ tỏ ý không hài lòng, lại quay sang tiếp tục xỉa xói tôi. Anh nhìn xem, Bách Tùng vẫn còn nằm ngủ trên giường kia kìa, làm gì có ma quỷ nào ở đây, còn ở đó mà ngụy biện. Không, không thể nào. Rõ ràng thằng bé bị chứng mộng du do có thế lực dẫn dắt cơ mà, sao lại? Tôi bàng hoàng hết nhìn Bách Tùng, lại nhìn người đàn ông trước. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Ngay lúc nãy, tôi còn nhìn thấy Bách Tùng dò dẫm lại gần chiếc tủ quần áo. Tại sao chốc lát lại yên vị trên giường? Chẳng lẽ làm cái nghề này thời gian cũng khá lâu rồi, vẫn còn bị dính phải thuật che mắt của ma quỷ? Lạ thật. Tôi phân trần. Thực ra điều tôi nói với anh chị là hoàn toàn sự thật. Tôi được thầy mình truyền lại thuật pháp. Chẳng lẽ tôi lại lừa anh? Từ lúc bước vào căn nhà này, tôi đã cảm thấy có vấn đề không ổn rồi, cho nên tôi vẫn cố hết sức ở lại giúp đỡ. Trong căn nhà này đích thị tồn tại thế lực tà ám, chỉ là tạm thời vẫn chưa tìm ra được. Nhưng tôi tin mình sẽ giải quyết ổn thỏa vụ này. Hắn ta không đáng tin tưởng đâu. Chẳng có một thế lực nào tồn tại cả, tất cả vẫn bình an. Một giọng nói ồm ồm thì thào bên tai Thanh, chất giọng có đến 9 phần là bị thôi miên, câu dẫn. Tuy lời nói ấy chỉ thoáng qua, nhưng chính nó cũng làm lung lay tâm trí anh ta lúc này. Thanh nói, nếu anh nói trong nhà này có ma, vậy thì ma đâu, quỷ đâu? Tất cả chỉ là chiêu trò lừa đảo, hòng chiếm đoạt tài sản mà thôi. Anh bảo tôi lừa đảo. Tôi không nhịn nổi nữa. Anh bảo tôi lừa đảo thì đêm hôm khuya khoắt hôm trước anh còn gọi điện thoại cho tôi đến đây làm quái gì? Nếu không tin tưởng hà tất phải làm phiền lẫn nhau như vậy? Không phải nói nữa, chi phí trở về nhà anh tôi sẽ lo liệu. Được rồi, anh đã cố gắng hết sức, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Làm ơn thu dọn đồ đạc ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ. Thanh trừng mắt nhìn tôi. Sự sỉ nhục này khiến tôi giận điên tiết, mặt đỏ bừng bừng vùng vằng lên gác mái. Chính anh ta mời tôi đến xem xét tình hình và lo chuyện pháp sự.
Vậy mà bây giờ lại trở mặt bảo lừa đảo và tống cổ tôi ra khỏi nhà. Đêm hôm khuya khoắt như thế này, biết chỗ nào mà đi chứ? Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Phải rồi, tôi còn một thằng bạn chạy xe ôm ở huyện này. Nghĩ thế, tôi lấy điện thoại tra danh bạ tìm số của nó gọi ngay. May mắn làm sao, cuộc gọi đổ chuông chưa đầy 3 giây, bên kia đã nhấc máy. Alo, Thiên Bảo đấy à? Khuya rồi còn gọi cho tao làm gì thế? Giờ mày rảnh không? Đến đón tao. Tôi vào thẳng vấn đề. Tao đang ở trong trọ, được rồi chờ xíu tao đến ngay đây, địa chỉ cũ đúng không? Ừ, thế nhé, tao đón mày ở ngoài đấy. Tôi đeo chiếc ba lô trên vai, bước chân nặng trĩu xuống tầng trệt. Lần này tôi giáp mặt với Hương, cô ấy thấy tôi vẻ mặt căng thẳng thì cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Tôi thành thật xin lỗi anh vì sự vô lễ của chồng tôi. Mong anh hãy ở lại, sớm mai hãy trở về. Tôi mỉm cười ôn nhu, đáp. Tôi có điện thoại cho một người bạn rồi, không lâu nữa sẽ đến đón đi. Chị không cần phải câu nệ làm gì, lỗi ở tôi không làm tròn trách nhiệm, là tôi non kém kinh nghiệm. Mong chị đừng nói thế làm tôi ngại. Chuyến đi lần này trở thành công cốc rồi. Đây là số tiền tôi gửi anh làm lộ phí và tiền công thêm. Mong anh nhận lấy. Hương dúi vào tay tôi một chiếc phong bì dày cộp. Tôi ái ngại trao lại, nói. Tôi không nhận đâu, mong chị giữ và lo cho Bách Tùng. Nói rồi tôi quay đi, mặc cho cô lớn tiếng gọi về theo. Thằng Thanh đã chờ sẵn bên ngoài, vừa thấy cánh cửa mở toang thì đã vẫy vẫy tay chào. Sao rồi, công việc ổn thỏa chứ? À, tôi ngập ngừng. Mày làm sao đấy? Trông sắc mặt mày chẳng tốt tẹo nào. Bộ người ta làm khó mày à? Thanh đoán chừng sắc mặt tôi hỏi dồn. Không, không có gì đâu. Mấy ngày tới tao làm phiền ở nhờ phòng của mày nhé. Khi nào xong việc, tao sẽ gửi chi phí sau. Chậc cái thằng. Phiền phức gì không biết. Cứ tự nhiên, lâu rồi anh em mới gặp mặt, đừng có ngại ngùng thế chứ. Một buổi sáng ấm áp nữa lại đến. Như thường lệ, Thanh thức dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân, dùng bữa sáng do vợ chuẩn bị, rồi chào tạm biệt cả nhà lên công ty làm việc. Mọi chuyện không có gì biến chuyển khi con trai anh vẫn nằm bẹp trên giường hôn mê sâu, vẫn tiếp tục truyền sữa qua ống nuôi thức ăn. Kết quả học được bảo lưu tại trường. Nhìn thằng bé gầy đi trông thấy, khiến bậc làm cha mẹ như Thanh không khỏi xót xa. Đã rất nhiều lần anh đưa con mình lên viện, nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan, chỉ nhận lại cái lắc đầu bất lực của các y bác sĩ. Anh không tin trên đời lại có chuyện bế tắc như thế. Lại nói đến Mai Hương, sau khi tiễn chồng ra cửa, thì cô vào phòng con trai kiểm tra ống truyền sữa, xong xuôi mới ra ngoài bếp rửa bát. Hạnh phúc thực sự là khi có ai đó quan tâm, hiểu mình. Một mái ấm gia đình viên mãn, đầy ắp tiếng nói cười của con trẻ. Vậy mà giờ đây, cái gọi là hạnh phúc ấy đã tan tành khi đứa con yêu quý của cô rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh, không có tiến triển dù chỉ là một ly. Kiếp trước có thể Hương đã gây ra nghiệp lực nào đó, khiến đời sau Bách Tùng con cô phải gánh lấy nghiệp quả. Đang chìm trong dòng suy tư, bỗng Hương nghe thấy tiếng động rất lớn phát ra từ phòng Bách Tùng. Cô vội lau tay vào chiếc khăn mùi xoa rồi nhanh chóng cất bước lên tầng 1 xem xét. Trước mặt cô là một chiếc bình hoa đã rơi xuống sàn và vỡ thành từng mảnh nhỏ. Chẳng lẽ có cơn gió nào lọt vào đây làm chiếc bình rơi xuống? Hương kiểm tra các cửa sổ trong phòng. Nó đã kín gió, thế quái nào lại như vậy? Cô lắc đầu nghĩ rằng chắc là do chuột kiếm mồi chạy qua đây. Nghĩ thoáng như thế, liền lấy chiếc sọt rác thu dọn mảnh vỡ của chiếc lọ. Khi đôi tay nhỏ nhắn chỉ mới chạm vào nước, ngay lập tức đã rụt lại khi nhìn thấy thứ chất lỏng trong suốt kia dần chuyển sang màu đỏ như máu. Bên cạnh một bông hoa còn vương vãi một thứ gì đó. Hương đánh liều một phen gạt đống hoa sang một bên thì hỡi ôi. Cô hét toang lên một tiếng khi nhìn thấy thứ kinh tởm đó. Đó chính là một ngón tay người. Xung quanh là những mảnh thịt nhầy nhụa tởm lợm. Ngay lúc nỗi sợ lấn át tâm trí, một con chuột từ đâu lao đến vồ lấy ngón tay rồi tha đi trước sự ngỡ ngàng của người đang ngồi bệt xuống sàn nhà kia. Mai Hương đặt tay lên trước ngực dằn nỗi sợ xuống. Khi đã bình tĩnh trở lại, cô lại tiếp tục thu dọn đống đổ nát ấy. Lần này, mọi thứ phục hồi như cũ, thứ chất lỏng màu đỏ biến mất, cả những mảnh thịt vương vãi cạnh ngón tay cũng theo đó bốc hơi đâu mất. Vừa nãy, chỉ là ảo giác hay sao? Không đúng, rõ ràng chính mắt cô đã trông thấy mọi thứ. Chuyện này thật quỷ dị, cô không thể giấu chồng mình, nhưng ngặt nỗi sợ nói ra, thì Thanh lại bảo cô luyên thuyên đủ điều. Nếu người ta đã đuổi mày, thì cớ gì phải nán lại huyện?
tiếp tục cái công việc này làm gì? Tao cảm nhận chuyện này không đơn giản như lúc tao mới đặt chân đến đó. Trong quá trình hành pháp, có lẽ tao bị thế lực kia che mắt trong khoảnh khắc thằng bé kia hướng về phía tủ. Mọi thứ rất mờ ảo hệt như ảo giác. Cha đến khi vợ chồng Thanh xuất hiện thì tao mới vỡ lẽ ra, chậc, ma quỷ tồn tại trong ngôi nhà đấy, đáng sợ hơn tao tưởng nhiều. Mặc dù đã đeo linh phù hộ thân, nhưng vẫn không tránh khỏi hiện tượng ấy. Tao rất muốn giúp đỡ họ, nhưng tiếc là người chồng không tin tưởng tao. Tôi đáp, giọng có hơi trùng xuống, 3 phần bất lực, 7 phần bất an lo lắng cho an nguy gia đình gia chủ. Sắp tới mày có dự định gì chưa? Thành hỏi. Trước mắt tao cứ ở lại đây đã, sau đó sẽ tìm cách thuyết phục xem sao. Tao không thể để vụ này cứ trơ ra đó được. Càng để lâu dài thì tính mạng thằng bé kia sẽ như ngọn đèn treo trước gió. Em bảo nhìn thấy ngón tay người. Thanh sừng sốt khi nghe thông tin từ người vợ kể lại. Em nói thật đấy. Sáng nay em đang rửa bát nghe có tiếng động trên phòng bách tùng nên lên đó xem thử. Lúc phát hiện và thu dọn mảnh vỡ từ chiếc bình thì em đã thấy được. Mai Hương nói, trong chất giọng vẫn không nén nổi kinh sợ. Thanh vò đầu bứt tai, cố gắng nhồi nhét những thông tin này vào óc. Là một người đàn ông trụ cột trong gia đình, dám bước chân ra thương trường làm ăn, nếu giây phút này yếu mềm xuôi theo lời nói của vợ, thì cái nhà này còn ra thể thống gì? Bách Tùng, con trai anh ngã bệnh đã đủ điêu đứng rồi, nay lại nghe những lời này của Hương khiến lòng Thanh ngày một rối bời. Em luyên thuyên đủ rồi đấy. Chẳng có ngón tay nào cả, hãy tin anh, tất cả chỉ là ảo giác. Chỉ là ảo giác thôi, em có hiểu không? Thanh lay lay vai người vợ, nhỏ nhẹ trấn an. Điên thật, quả là điên thật rồi. Anh không muốn một ai trong gia đình này phải nói ra những chuyện kỳ quái như thế nữa. Thế nhưng, Thanh đã nhầm. Ngay buổi tối hôm ấy, những định kiến về thế lực ma quỷ của anh đã hoàn toàn thay đổi. Như thường lệ, cứ 10 giờ khuya, vợ chồng Thanh đã lên giường say giấc. Đứa con trai của hai người, Bách Tùng vẫn đang nằm riêng trong căn phòng kế bên. Xảy ra biết bao nhiêu chuyện khiến Hương không tài nào chợp mắt nổi. Trong lòng cô gái ngổn ngang suy nghĩ, phần vì lo lắng cho con, mặt khác lại cảm giác căn nhà này có điều gì đó không ổn. Mỗi lần làm việc gì, Hương luôn cảm thấy có ánh mắt dõi theo từng hành động cử chỉ của mình. Người chồng nằm yên vị bên cạnh cô đã ngủ say từ lúc nào, trong khi vẫn trằn trọc vì những hình ảnh khủng khiếp đó. Đột nhiên ở đâu đó vang vọng lại tiếng bước chân của một ai đó. Âm thanh nặng nề vang lên rõ mồn một. Cánh cửa phòng ngủ hai vợ chồng khẽ khàng mở ra. Tiếng bàn lề kêu lên ken két. Một khoảng trống đủ cho một người bước vào trong. Khoảnh khắc ấy, Hương như chết lặng đi. Người vừa bước vào chẳng ai khác, Bách Tùng. Chưa kịp ăn mừng khi đứa con trai mình đã tỉnh giấc sau một khoảng thời gian dài, cô đã một lần nữa chết sững khi trên tay cậu bé là một con dao thái có chiều dài độ 20cm. Nhận thấy tình hình nguy cấp, Mai Hương cố kêu chồng tỉnh dậy. Khi Thanh uể oải trườn người nhổm dậy, chưa kịp định thần, ngay lập tức con dao thái đã kề ngang cổ từ lúc nào. Con dao sắc lẻm kề ngang cổ, hơi lạnh tỏa ra truyền vào từng thớ thịt khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn mê. Mày phải chết, kẻ cướp chỗ trú ngụ của gia đình tao phải chết. Bách Tùng nói, âm giọng khác mọi khi. Bách Tùng, con bị điên rồi phải không? Sao tự dưng lại làm ra hành động như thế? Nghe lời bố, bỏ dao xuống. Thanh run rẩy đề nghị. Dường như đứa con trai này của anh không có vẻ gì là nghe thấy. Nó vẫn tiếp tục cầm chắc con dao trong tay, vẫn chất giọng đều đều đó, bảo. Mày phải chết, kẻ cướp chỗ trú ngụ phải chết. Mày sẽ phải trả giá. Tất cả chúng mày sẽ phải trả giá. Không chỉ có một, mà là rất nhiều giọng nói. Lúc thì là giọng của một lão già, khi khác lại là giọng của trẻ con. Tất cả âm thanh cùng cất lên khiến Thanh rợn người, bùn rùn cả chân tay. Là ma, có ma thật rồi. Trong tình thế nguy cấp nhất, nhân lúc con ma trong thân xác Bách Tùng không để ý, Thanh đã vơ vội chiếc cốc thủy tinh đựng nước ở trên bàn cạnh giường đập vào đầu nó. Lực tác động tuy không mạnh nhưng cũng gây ra một chút sát thương vật lý. Cả thân hình Bách Tùng đổ gục xuống sàn nhà bất tỉnh. Hương chứng kiến mọi hành động của chồng mình thì hoảng hốt lao xuống đỡ lấy người con trai, bế nó lên. Đôi mắt cô chuyển sang màu đỏ quạch, hằn học trừng trừng nhìn người đàn ông trước mặt. Cho dù thằng bé có ra sao, anh cũng không thể làm con mình bị thương như vậy. Anh xin lỗi. Trong tình thế cấp bách, anh đành phải làm như vậy. Nhưng em thấy rồi đó, thằng bé chẳng phải người nữa rồi,
Thanh lựa lời an ủi. Con tôi mà có mệnh hệ gì, anh không yên với tôi đâu. Hương hét lớn, đôi mắt đã ướt đẫm nước, tay càng ôm chặt Bách Tùng vào lòng. Thanh bất lực lấy chiếc điện thoại trên bàn, lướt tìm số điện thoại của một người, ấn gọi đi. Đã nửa đêm, nhưng tôi chẳng thể nào an giấc khi quỷ sự nhà cậu bé kia vẫn chưa giải quyết. Ngay lúc tâm trạng rối một mớ bòng bong, thì một số máy quen thuộc gọi đến. Tôi cũng khá bất ngờ khi người ấy chủ động tìm đến tôi, nhưng biết làm sao được, đã quyết định ở lại nơi này thì phải làm nốt công việc. Alo, tôi nghe đây. À, tôi là Thanh đây. Xin lỗi, vì ngày trước đã nặng lời và cư xử không đúng với anh. Bây giờ không biết anh có tiện sang nhà tôi giải quyết một số chuyện được chứ? Được rồi, lát nữa tôi sẽ qua đó. Dù sao tôi cũng vẫn còn ở huyện. Tôi đáp rồi tắt máy. Bước vào trong phòng trọ, lay người thằng Thành gọi nó dậy. Hai người chúng tôi đèo nhau đi trên con đường đầy khúc cua quẹo và vắng tanh, không một bóng người lai vãng. Con đường này vào ban ngày đã nhộn nhịp là thế, nhưng ban đêm lại vắng ngắt, âm u một cách quỷ dị. Thằng Thành bị tôi đánh thức nửa đêm thì có phần cau có khó chịu. Suốt quãng đường đi, nó chẳng hỏi han tôi câu nào. Nhưng nghe bảo là có việc gấp, nên nó không chần chừ mà nhận luôn cuốc này. Chiếc xe gắn máy đi được độ nửa tuần hương sau thì dừng lại trước căn nhà khang trang mà ngày trước tôi bị gông cổ đuổi đi, cũng ngay nửa đêm như thế này. Tôi bảo thằng Thành chạy về trước, có gì sẽ gọi sau. Nhìn mặt nó vẫn nhăn nhó như đít khỉ, khiến tôi không nhịn được cười, hứa hẹn sẽ bồi bổ thêm khi xong chuyện. Bóng Thành vừa đi khuất, tôi xoay người rợm bước vào trong. Khi ngón tay chưa kịp đặt lên chiếc chuông, thì từ bên trong cánh cửa đã mở toang. Người mở cửa chính là Thành. Qua lời kể của anh ta, thì những sự lạ vẫn tiếp tục diễn ra ngay sau khi tôi rời đi. Chỉ mới đây thôi, đứa con trai ngoan hiền của anh bỗng dưng cầm dao tấn công hai vợ chồng trước sự ngỡ ngàng của họ. Tôi chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một chi tiết nào. Sau cùng có thể khẳng định rằng, phán đoán của tôi hoàn toàn đúng khi con quỷ này dễ dàng thâm nhập vào thân xác cậu bé. Tôi thành thật xin lỗi vì đã cư xử như vậy với anh. Thật ra, lúc tôi mời anh đến đây có ý định nhờ cậy anh giúp đỡ. Không hiểu sao lúc đó tâm trí tôi như bị một miếng khăn che phủ vậy. Thậm chí tôi còn nghe tiếng ai đó thì thào bên tai mình. Chính nó đã khiến tôi bị sai khiến. Bây giờ ngộ ra thì mọi chuyện đã xảy ra như vậy. Anh nói đúng, thằng con trai của tôi quả thật bị vong ám rồi. Mong anh nán lại đây giúp gia đình chúng tôi với. Nếu mọi sự thành công, tôi sẽ đền ơn anh hậu hĩnh. Thanh nói, quỳ mọp xuống đất van xin. Tôi sừng sốt, vội đỡ anh ta dậy. Con quỷ này quả nhiên không tầm thường. Nó đã thành công câu dẫn, đánh lạc hướng tâm trí của anh. Tôi nán lại huyện này, cốt là vì lẽ đó. Này, nếu anh đã tin tưởng giao trọng trách này cho tôi hứa sẽ cố gắng hết sức chóc con quỷ này. Nghe thế, Thanh mừng ra mặt, cảm ơn tôi rối rít. Lát sau, chúng tôi sang phòng Bách Tùng xem xét sự tình. Thằng bé đã ngất đi sau cú đánh của người bố. Vì để bảo toàn an nguy cho người thân, anh đành cắn răng nén đau thương hành sự như thế, vô tình vạch ra một khuyết điểm trong chuyện hôn nhân giữa hai vợ chồng. Sau khi lựa lời trấn an hai vợ chồng, tôi lại được mời ở lại, tiếp tục lo pháp sự. Từ lúc quay trở lại nơi đây, tôi nhận thấy âm khí ngày một dày đặc hơn, đặc biệt xuất phát từ phòng Bách Tùng. Chẳng lẽ hiện tại con quỷ vẫn còn xuất hiện ở đây? Tôi bàn với thân chủ về vấn đề này. Mai Hương nghe thế thì sợ lắm, bên cạnh cô người chồng cũng thất sắc. Tôi bảo tạm thời hai vợ chồng cứ lánh ra khỏi căn phòng này. Chính bản thân mình sẽ trực tiếp đối đầu với con quỷ. Thanh không chấp nhận, anh ta lo lắng tôi sẽ xảy ra chuyện. Nhưng tôi bảo đã có kế sách ứng phó nên chẳng có chuyện xấu xảy ra. Mặc dù vẫn không muốn để tôi lại một mình, tuy nhiên khi nghe thấy tôi quả quyết như thế, anh ta cũng không tiện nán lại lâu, đành dẫn vợ ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi. Thân chủ vừa đi khuất, tôi đã khép cánh cửa phòng lại, đồng thời dán một lá bùa trấn vong lên cánh cửa. Lại lấy trong túi đồ nghề ra một cuộn chỉ đỏ có sắc vàng răng khắp cánh cửa, cửa sổ. Miễn là lối thoát hiểm đều bị tôi phong ấn tất thảy. Đêm này sẽ là đêm mất ngủ đây. Và cũng hôm nay, chính tôi sẽ tìm ra nguyên nhân. Một ngọn nến đỏ được thắp sáng, tôi trốn vào tủ quần áo như lần trước chờ đợi. Khi không gian được trả về với sự yên tĩnh vốn có, mọi thứ xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội. Trốn trong tủ, cứ cảm thấy hai vai mình nặng trĩu cả đi.
Có lẽ nó đang đến rất gần. Trong khoảnh khắc ngọn nến tắt ngóm, một lão già từ thinh không hiện ra gần giường cậu bé. Lão ghé tai thằng bé thì thầm to nhỏ gì đó. Ngay lập tức cậu bé bật người dậy, lặp lại hiện tượng mộng du. Bách Tùng đi chuyển đến vị trí cánh cửa toang mở nó ra. Nhưng khi đôi bàn tay nhỏ nhắn chạm vào núm xoay nhanh chóng rụt lại. Tôi nghĩ thời cơ đã đến, liền mở toang cửa tủ ra. Nhanh nhẹn lấy ra một đạo bùa có tác dụng trừ tà, dán vào giữa nhân trung thằng bé. Bách Tùng hét lên đau đớn, quằn quại dưới sàn nhà. Đôi mắt của nó chuyển sang màu đen như và bắt đầu rỉ máu. Yêu nghiệt phương nào, chiếm hữu thân xác này có ý đồ gì? Gừ gừ gừ, vong quỷ trong thân xác cậu bé gầm lên đau đớn. Còn không mau khai ra, nếu không đừng trách ta không nương tay. Tôi tiếp tục gây áp lực. Gừ gừ, báo thù, tao phải báo thù. Con quỷ đáp, thân thể vẫn quằn lên do tác dụng của bùa. Báo thù ai? Tôi vặn hỏi. Báo thù kẻ đã cướp đoạt chỗ trú ngụ. Con quỷ nói, trong chất giọng không giấu nổi sự căm hận. Lời nói vừa dứt, cũng là lúc lá bùa trên trán của nó rơi ra. Nhân cơ hội đấy, nó vùng dậy lao đến đè nghiến tôi xuống ra sức bóp cổ. Chết rồi, con quỷ đã phá được bùa, uy lực nó thực khủng khiếp. Mặc dù linh hồn trong thể xác của một cậu bé, nhưng lực siết cổ lại mạnh bạo hệt như của một người đàn ông trưởng thành. Không đúng, vốn dĩ lúc nãy tôi đang tiếp xúc với một lão già kia mà. Thế bây giờ người này là ai? Lực siết ngày một mạnh hơn, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Tay chân cuống cả lên. Khó thở quá, chẳng lẽ tôi sẽ bỏ mạng ở đây? Ngay lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, trong tâm thức vang lên rõ mồn một câu nói. Con chính là người sống, con mạnh hơn ai khác. Đừng để ma quỷ lấn át nguồn sức mạnh đó. Khi ý chí đủ kiên định, sẽ là lúc nguồn sức mạnh kia bộc phát. Đúng, tôi là người sống. Mọi áp lực hiện tại chỉ là của ma quỷ. Tôi gượng chút hơi thở còn lại, nhấc chân đá mạnh vào gáy đối phương. Quả nhiên cú đá này có tác dụng. Con quỷ trong thân xác của Bách Tùng buông tay ra khỏi người tôi. Nó rú lên một tràng dài đinh tai, thân thể cậu bé đổ gục xuống. Từ trong khóe miệng một luồng khói đen bay ra tan biến trong thinh không mà không chịu sự cản trở từ phong ấn tôi giăng ở trước đó. Như vậy, những suy đoán trước giờ của tôi hoàn toàn đúng. Ngôi nhà này tồn tại không chỉ duy nhất một con quỷ. Kết giới tôi bày ra đã bị phá bỏ. Điều này chứng tỏ pháp lực của những con quỷ này không phải tầm thường. Oán khí tích tụ lâu ngày dẫn đến việc mang chấp niệm sâu lưu lạc trên dương thế. Tôi phân tích tình hình xảy ra đêm hôm qua, không thể trói buộc những linh hồn đó trong một kết giới nhất định. Nguyên nhân sâu xa nếu muốn giải quyết cần phải theo chỉ dẫn từ con quỷ. Điều này tuy mạo hiểm nhưng rất đáng để thử. Thời gian cấp bách e là không còn nhiều nữa, dương khí của thằng bé đang bị rút cạn. Tương truyền nam có 3 hồn 7 vía, nữ có 3 hồn 9 vía. Tình trạng của thằng bé hiện nay thì đã bị bắt mất phần hồn sáng linh, tức sẽ trở nên điên dại. Tuy nhiên, theo đó vía của thằng bé cũng bị mất đi 4 phần thành thử hôn mê bất tỉnh. Nếu như Bách Tùng bị bắt mất hết vía và cả phần hồn thai quang đi thì tức sẽ vong mạng. Tôi phải can thiệp trước khi mọi chuyện quá muộn. Tôi lấy trong túi đồ, nghe ra một chiếc chuông nhỏ kích cỡ bằng lòng bàn tay. Đoạn lại lấy ra một tờ giấy, có viết sinh thần bát tự của cậu bé. Tôi lầm rầm niệm chú, chiếc chuông trên tay cũng được lắc lên theo nhịp. Đến hồi chuông thứ 3, thân hình Bách Tùng bật dậy, hệt như cách nó bị chứng mộng du. Lần này kết giới tôi giăng bằng chỉ đỏ đã được tháo bỏ. Thằng bé cũng có thể thoải mái đi lại. Lần này nó dẫn tôi đến một tầng hầm nằm gần gian phòng khách. Cánh cửa hầm bật mở, mùi khói bụi lâu ngày theo đó cũng bốc lên khiến tôi ho khủ khủ. Theo chân thằng bé bước xuống cầu thang, tôi nhìn thấy nó đang ra sức đào lên một thứ gì đó. Một lúc sau, một phần chiếc hộp bằng kim loại đã gỉ sét hiện ra. Bách Tùng cầm chiếc hộp lên áp nó vào lòng. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên má. Con quỷ này đang khóc đấy ư? Bên trong chiếc hộp là một tấm ảnh đã sờn cũ. Trong ảnh là một gia đình gồm 3 người, nhưng đã bị nhòe đi theo năm tháng. Ngày xưa máy ảnh chưa được hiện đại như bây giờ, nên chỉ có thể chụp ảnh trắng đen. Bách Tùng cầm lấy bức ảnh một hồi lâu sau thì ngã xuống bất tỉnh. Tôi tiếp cận gần nó, cầm bức ảnh lên xem. Khi lật ra đằng sau thì phát hiện ra dòng chữ: gia đình họ Mã, 1963. Như vậy những linh hồn này đã tồn tại một khoảng thời gian rất lâu rồi. Đau khổ gấp bội, điều đó tôi cảm nhận được ngay từ khi đặt chân đến căn nhà này.
Ở bên trong chiếc hộp còn có một thứ. Khi nhặt lên xem thì tôi hoảng hồn khi trông thấy một ngón tay đã phân hủy, chỉ còn lại xương. Ngón tay này có nhiều chi tiết rất trùng khớp với lời kể của người vợ. Đốt ngón tay này từ đâu mà ra? Nếu như tìm ra được một xương ngón tay vậy, thì những hài cốt của gia đình bốn người hiện đang ở đâu? Tất cả vẫn còn là ẩn số. Sáng ngày hôm sau, tôi được mời dùng bữa sáng với gia đình thân chủ sau một đêm dài đầy mệt nhọc. Bố của Bách Tùng cũng đã xin nghỉ phép để lo liệu mọi chuyện. Qua sơ bộ lời kể của tôi, anh ta cũng hiểu được phần nào sự việc. Suy nghĩ cũng như tâm tư của Thanh lần này đã thay đổi hẳn, chứ không cọc cằn như ngày trước. Anh đã có kế sách gì chưa? Thanh hỏi. Đêm hôm qua tôi cũng biết được một số chuyện, theo như tôi đoán, thì đó chính là nguyên nhân. Những vong hồn đó thật đáng thương. Tôi nghĩ gia đình họ chắc phải trải qua những giây phút cuối đời đau đớn như địa ngục. Dừng lại một lúc, tôi nói tiếp. Để tìm ra sự thật đằng sau gia đình họ Mã này, tôi cần anh giúp tôi làm một chuyện. Tuy có vạn phần nguy hiểm, nhưng tôi không còn cách nào khác. Được, tôi đồng ý. Có việc gì anh cứ nhờ cậy, miễn là cứu được con tôi thoát khỏi hiểm nguy. Thanh quả quyết. Thấy anh ta quyết định như thế, tôi cũng không giấu gì thêm, đành nói ra những suy nghĩ của mình. Ngày mai là ngày rằm, trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đêm cũng là thời điểm âm khí thịnh vượng nhất. Ngày mai cũng chính là thời điểm chấm dứt mọi chuyện xảy ra trong nhà này. Vì là thân nhân, nên anh sẽ là người trực tiếp bước vào âm giới, cứu lấy linh hồn Bách Tùng. Chuyện này vạn phần hiểm nguy, nhưng tỷ lệ thắng rất cao. Bất cứ điều gì có thể cứu được thằng bé, cho dù có hy sinh tính mạng này, tôi cũng cam. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, trong lời nói kia 10 phần thì đã có 9 phần là can đảm. Thôi được rồi, đêm ngày mai chúng ta sẽ đặt dấu chấm hết cho chuyện này. Và tôi sẽ đảm bảo an toàn cho hai bố con, thuận lợi rời khỏi âm giới. Đêm nay là rằm tháng 7, âm khí đặc biệt thịnh vượng nhất. Trong dịp trọng đại này, ma quỷ nhiều vô số. Đi ra đường vào ban đêm vào dịp này, người bạn gặp cũng chưa hẳn là phàm nhân. Ma quỷ pháp lực cao, tất có thể bắt chước theo ý muốn. Từ giọng nói đến hành động cử chỉ của con người đều y như đúc, nếu như những linh hồn đó muốn gây ra nghiệp ác. Mọi thứ trong buổi lễ ngày hôm nay đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy. Vật dụng chỉ giản đơn chứ không cầu kỳ. Ba người chúng tôi giáp mặt nhau, ở giữa là ngọn nến thơm soi rọi tất cả. Anh đã sẵn sàng chưa? Tôi hỏi Thành. Anh ta gật đầu, rồi nhắm mắt lại, cơ thể thả lỏng ra như lời chỉ dẫn. Tôi cất giọng đều đều. Hãy suy nghĩ về đứa con trai của anh, giữ vững tâm trí những điều anh cần làm. Một thế giới sẽ hiện hữu ra ngay trước mắt. Độ nửa tuần hương sau, Thanh từ từ mở mắt ra. Thứ anh thấy chính xác là căn phòng đang thực hiện buổi lễ xuất hồn. Cảnh vật tuy quen thuộc, nhưng có phần cũ kỹ, bụi bẩn. Ở một số ngóc ngách còn có những cái rễ cây ngoằn ngoèo bò trên tường, lên tới tận trần nhà. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi thứ tuy lạ mà quen. Hãy tập trung vào ý định duy nhất anh muốn làm nhất lúc này. Cánh cửa vô định bước vào âm giới tự khắc sẽ mở ra. Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu. Thanh lấy hết sức bình sinh, mò mẫm đi trong đêm tối. Thứ đồng hành cùng anh lúc này đó chính là chiếc đèn lồng có bùa trừ tà được anh tìm thấy ngay khi bước chân vào cõi hư vô. Đi được một lúc sau, mọi thứ xung quanh thoát cái đã biến đổi. Anh đang đứng trong một căn phòng lớn, trên vách tường có những vệt máu loang lổ. Ở phía đối diện có một bóng người đang nằm ngửa. Trông kỹ hơn thì đó đích thực là đứa con trai của anh, Bách Tùng. Thanh mừng rỡ, lao đến ôm chầm lấy con. Bách Tùng nhận thấy bố mình thì mừng lắm, cứ ôm chặt lấy cổ bố nó không rời. Giây phút trùng phùng chỉ thoáng chốc, niềm vui ập đến chẳng tài gang. Thanh lại bị một thế lực tâm linh cản trở. Một lão già với gương mặt hốc hác đầy quỷ dị, hai con mắt hóa thâm xì như hố đen và bắt đầu chảy máu. Ông ta xuất hiện kế bên con anh, nắm chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn. Một người nữa cũng hiện hữu sau lưng Thanh. Hắn dùng bàn tay chỉ có bốn ngón kéo anh ra khỏi thằng bé. Một lực hút mạnh khiến anh văng ra xa, phần lưng đập mạnh vào tường. Trước khi cả thân hình tiếp đất, ở trên thượng vị còn vang lên những tiếng răng rắc. Cú va đập vừa nãy khiến anh bị gãy xương sườn. Hai mắt của Thanh nhòe đi, cơn đau nhói từ lồng ngực dấy lên khiến anh khó thở. Ngay trong lúc tâm trí gần như hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, hai con quỷ cũng dần tiếp cận và có ý định cấu xé linh hồn của anh.
Từ thinh không bỗng vang lên một giọng nói. Chính nó đã khiến tâm thức anh trở nên kiên định và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh chính là người sống, bất cứ sinh vật hữu hình nào vẫn không thể ngăn cản được anh. Hãy dùng ý chí kiên định của chính bản thân anh. Chính nó sẽ là nguồn sức mạnh bộc phát chống lại những thế lực tà ác. Từ lúc cho thanh xuất hồn, tôi vẫn theo dõi những biểu hiện trên gương mặt của người đàn ông kia. Nhận thấy mọi chuyện dần trở nên phức tạp, bản thân tôi cũng không yên tâm để thân chủ của mình đặt chân vào vòng nguy hiểm. Chính tôi sẽ theo anh ta vào âm giới, đối phó thế lực kia. Đập vào mắt tôi là khung cảnh thanh nằm la liệt trên sàn. Đối diện là hai con quỷ đang bao vây lấy Bách Tùng, kìm hãm thằng bé. Chúng không muốn bất cứ ai cứu lấy nó, bởi vì chỉ sau đêm nay, phần hồn và phần vía còn lại tồn tại trong thân xác sẽ bị chúng kéo đi. Tôi nhất định không để mọi chuyện quá muộn. Tôi đỡ Thanh dậy, lựa lời trấn tĩnh anh ta, đồng thời cầm chiếc đèn lồng bên cạnh tiến về phía đám quỷ. Chúng nhìn tôi gầm gừ, e dè lùi lại kéo thằng bé đi cùng. Từ trước đến nay, tôi luôn muốn giải quyết mọi chuyện theo hướng ổn thỏa nhất, tất nhiên sẽ thương lượng với chúng. Hãy thả thằng bé ra rồi tôi sẽ siêu độ cho gia đình các người. Không, không thể. Thằng bé này chính là nguồn sống duy nhất của chúng tôi. Lão già kia đáp, càng ôm chặt lấy vai cậu bé. Nghe lời tôi, mau thả thằng bé ra. Thằng bé này có tội tình gì? Tại sao lại bắt nó đi? Người đàn ông trung niên bên cạnh lên tiếng. Gia đình chúng tôi đã bị chúng nó cướp đoạt chỗ cư ngụ, chúng tôi phải trả thù. Cách tốt nhất đó chính là lấy đi sinh mạng thằng nhóc này. Tôi tiếp tục nhỏ nhẹ thương lượng. Oan có đầu nợ có chủ, đừng vì nghiệp oán mà hy sinh những người vô tội. Mau thả thằng bé ra, chính tôi sẽ là người giúp gia đình anh tìm thấy ánh sáng. Thật, thật chứ? Người đàn ông thoáng nét chần chừ. Không được, thằng bé phải bị bắt hồn theo chúng tôi. Mày là ai mà dám cản trở? Tin tao sẽ vật cho mày thừa sống thiếu chết hay không? Lão già kia cao giọng thách thức. Tôi nhận thấy trong lời nói của lão ta không đượm chút lòng tốt. Ông không phải là thành viên trong gia đình họ Mã. Thật ra ông là ai? Khai ra mau. Tôi chỉ tay về ông, lớn tiếng. Ha ha! Hey, hey. Tao chính là kẻ đã dẫn dắt gia đình nó. Thế thì có gì sai? Lão già cười lên mang rợ. Hóa ra từ trước đến nay, gia đình tôi đều bị ông chơi xỏ. Lão già khốn kiếp. Người đàn ông quắc mắt nhìn lão. Lão già thoáng đắc ý, nói tiếp. Thế thì đã sao? Số dương khí để tồn tại chẳng phải là do tao ban phát hay sao? Còn ở đó mà chửi ngược lại tao cơ à? Gia đình chúng nó vì nợ nần chồng chất mà bị hại chết. Tao là oan hồn vất vưởng tính ra cũng đã rất lâu rồi. Sở dĩ tao lợi dụng nó chỉ là để giặt được mục đích cuối cùng. Muốn nghe mục đích của ta là gì không? Đó chính là mượn xác hoàn hồn. Con quỷ già này ma mãnh hơn tôi tưởng. Nhân cơ hội, hắn đang đương đương tự đắc. Tôi chộp lấy chiếc đến lồng quăng chỏng chơ dưới sàn nhà, có dán bùa trừ tà, mà quăng về phía lão ta. Bị tấn công bất ngờ, lão ta cũng không kịp trở tay liền hứng trọn ngọn lửa hắt ra từ chiếc đèn. Ngọn lửa màu xanh lam liếm vào người lão, ngay lập tức đã bốc cháy phừng phừng. Con quỷ này đáng bị như thế. Bao nhiêu năm nay gia đình họ Mã đã bị lão ta lợi dụng. À, khốn kiếp, đau quá, đau quá. Lũ chúng mày, khốn kiếp. À! Tiếng hét chói tai của vong quỷ vang dậy cả căn phòng. Kẻ tàn độc như ngươi, trái đạo luân hồi, đi ngược âm luật xứng đáng nhận lấy kết cục này. Linh hồn tà ác kia bị thiêu rụi, chẳng còn dấu tích nào ở lại. Gia đình này bị lão ta dẫn dụ quá lâu, hút dương khí, oán hồn để tồn tại trên dương gian. Có lẽ không lâu nữa, lão cũng sẽ hút lấy phần hồn của kẻ bị lợi dụng. Qua hỏi han, người đàn ông trung niên tên là Mã Thanh Thủy. Ước nguyện duy nhất của anh ta chính là gặp lại vợ con mình. Dĩ nhiên là tôi nhận lời giúp đỡ. Dù sao, đây cũng là di nguyện cuối cùng của linh hồn trước khi bước vào vòng xoay chuyển luân hồi. Đứa bé này đã bị bắt đi quá lâu rồi. Phải nhanh chóng quay lại thể xác thôi. Tôi hứa, sau khi mọi chuyện yên ổn, sẽ quay lại giúp anh. Được thế thì còn gì bằng. Cảm ơn thầy đã nhận lời giúp đỡ. Nếu có kiếp sau, nhất định tôi sẽ trả ơn. Kiếp này, xem như tôi nợ thầy một ân tình. Thanh Thủy khẽ cười nhẹ. Nụ cười ấy rất chân thành, chứ không còn u ám như trước kia nữa. Bên cạnh tôi, Thanh cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào. Đầu đuôi sự việc anh ta đã nghe thấu, nên không chấp nhất đối phương làm gì nữa. Phần hồn của đứa con trai, anh đang ôm chặt lấy. Tôi dẫn anh ta về phía cánh cửa, thông với dương thế.
lịch sự quay lại chào linh hồn kia một tiếng. Hai người chúng tôi dìu dắt nhau thoát khỏi đó. Khung cảnh quen thuộc hiện hiện ngay trước mắt. Như vậy, chúng tôi đã thành công cứu lấy linh hồn Bách Tùng. Cả ba người chúng tôi lên tầng 1 vào phòng cậu bé xem xét. Nó đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đằng đẵng. Mẹ thằng bé trông thấy con dần bình phục thì mừng rỡ ôm chầm lấy nức nở. Nhìn thấy cả gia đình họ trùng phùng bên nhau, lòng tôi chợt thắt lại, niềm vui chớm nở sâu trong tâm trí. Ôi con trai tôi, con tỉnh lại rồi. Con làm bố mẹ lo lắng đấy. Con chỉ ngủ thôi mà. Có chuyện gì thế ạ? Bách Tùng ngây thơ hỏi. Trông thấy nét mặt của Thanh, Hương đành lảng sang chuyện khác. Con có đói không? Mẹ đi làm chút thức ăn nhé. Vâng, con đói ạ. Sự việc mấy ngày qua đã đủ ghê người. Thằng bé không nhớ gì cũng là điều may. Cứ để nó là một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên. Chuyện quỷ dị này tốt nhất không cho thằng bé biết thì hơn. Tôi xin phép thân chủ ở lại thêm vài ngày để lo liệu nốt chuyện gia đình họ Mã. Điều đó cũng chính là mong muốn của Thanh, nên nghe tôi đề nghị như thế thì gật đầu đồng tình, còn ân cần đối đãi rất tử tế. Chiếc hộp để bức ảnh đã sờn cũ và cả ngón tay người được tôi giữ lại. Một buổi sáng ấm áp lại đến, bầu không khí trong lành thấm nhuần vào ngôi nhà, như muốn chúc mừng thân chủ sau những ngày đêm tưởng chừng như là ác mộng không lối thoát. Giờ đây tôi có thể yên tâm ở lại tìm hiểu câu chuyện đằng sau cái chết của cả gia đình thân chủ đời trước cùng những sự thật thảm khốc. Đương lúc tâm trạng đang rơi vào trầm tư, một cơn gió thoảng qua khiến tờ giấy kỳ lạ bay lên và tiếp ở chiếc bàn làm việc. Tôi nhặt tờ giấy lên xem, trong đó có viết một địa chỉ nhà. Khi không lại có một tờ giấy bay đến chỗ tôi, chẳng lẽ là một lời chỉ dẫn? Chính xác là lời chỉ dẫn từ vong hồn người đàn ông kia. Tôi xuống dưới nhà, toang ra ngoài. Thanh ngồi trong phòng khách thấy thế thì đề nghị sẽ đưa tôi đi. Được thế thì hay lắm. Hai người chúng tôi leo lên chiếc xe hơi 4 chỗ, người cầm lái là Thanh. Cẩn thận đưa tờ giấy cho anh ta xem. Thanh ồ lên một tiếng, rồi vui vẻ hỏi. Đây là địa chỉ nhà một ông bác họ xa của tôi. Sao anh biết hay thế? Na biết bác họ tôi à? À, không, tôi không quen biết bác ấy. Chỉ là lúc nãy tôi ngồi ở bàn làm việc. Không biết là do ngẫu nhiên hay làm sao mà mảnh giấy này lại bay đến. Theo tôi nghĩ, thì đây chính là chỉ dẫn của vong hồn. Tôi thẳng thắn đáp. Vậy à, nếu đã là chỉ dẫn, thì chúng ta nên làm theo nhỉ? Anh nói phải. Chiếc xe đi được 15 phút sau thì cũng đến nơi. Một căn nhà mái ngói nhỏ hiện ngay ra trước mắt. Sân vườn được trải thảm cỏ xanh mướt. Thanh đi trước bấm chuông gọi cửa. Ở bên trong một ông lão râu tóc bạc phơ ra nghênh đón chúng tôi. Nhìn sơ qua tôi đoán ông ấy cũng đã ngoài 70. Người già nên thính giác không được tốt cho lắm, vì thế Thanh phải vừa bấm chuông vừa gọi cửa vọng vào. Cha nguội rồi, để bác đi pha ấm mới. Ấy ấy, không cần đâu bác ạ, chúng cháu đến đây có chút chuyện muốn hỏi bác. Tôi mỉm cười ôn nhu. Có chuyện gì, cháu cứ hỏi, nếu biết thì bác sẽ giải đáp cho. Ông lão gật gù, tôi đi thẳng vào vấn đề. Trước kia bác từng sống ở khu 15, thế bác có biết đến gia đình họ Mã hay chăng? Nghe nhắc đến gia đình họ Mã, ông lão sợ hãi. Người run lên. Một hồi lão sau, ông mới trả lời. Gia đình họ Mã, họ chết thê thảm lắm. Cũng đã gần 40 năm rồi còn gì. Đáng sợ lắm, rất đáng sợ. Họ chết thảm quá, cả gia đình ba người đều chết không toàn thây. Chết không toàn thây? Ý bác là sao ạ? Tôi vặn hỏi, nhận thấy ông lão này biết rõ sự thật hơn ai khác. Gia đình họ Mã vốn dĩ là người Hoa sang nước ta định cư. Lúc ấy, bác chính là hàng xóm của họ. Ba người họ sống với nhau rất vui vẻ cho đến khi biến cố kinh hoàng kia ập đến. Sau khi sang nước khác định cư, người chồng là anh Thủy tìm việc làm ở một công ty ở huyện. Nhờ có số tiền tích cóp được nên cuộc sống cả gia đình rất sung túc. Ngày ngày đều có tiếng nói cười của trẻ con. Cuộc sống trôi qua êm đềm như thế, cho đến một ngày người chồng nhận được một hung tin. Công ty anh đang làm việc hiện tại bỗng dưng phá sản, nợ nần, chồng chất. Chủ tịch cùng các bộ phận điều hành công ty đều trốn đi hết cả. Món nợ nghìn tỷ đổ hết lên đầu nhân viên. Ngày ngày gia đình họ phải sống trong nơm nớp lo sợ. Sợ một ngày gần sẽ bị bọn xã hội đen bắt bớ giết hại. Tai họa giáng xuống đầu như một liều thuốc độc dày vò nát tan tâm can. Thanh Thủy, thân sắc của anh tiều tụy, người gầy guộc đi trông thấy. Vợ con anh cũng xuống tinh thần rất nhiều. Có lẽ bây giờ cả ba người phải nương tựa lẫn nhau mà sống.
Một ngày kia, có một đám người ăn vận đồ đen xông xáo vào nhà họ. Chúng tự xưng là đòi nợ thuê, đến đây để siết nợ những ai có tên trong danh sách đen mà đại ca giao phó. Nợ của chủ tịch, giám đốc trút xuống đầu nhân viên. Số tiền lớn như thế kia lấy đâu ra mà trả chứ? Thanh Thủy xin được khất nợ, thế nhưng một gã mặt xẻo xông đến đá anh lăn ra đất. Mẹ kiếp chúng mày, có trả nợ cho ông đây không thì báo. Chúng mày có biết hậu quả của việc dây dưa không trả là như thế nào hay không? Một tên khác phụ họa lời nói của gã. Cắt lưỡi này, móc mắt này, hoặc tệ hơn là đem đi làm thịt nướng than đen cả đấy. Ha ha ha, tôi xin các anh hãy nương tay. Vợ Thủy ôm lấy chân gã mặt sẹo van nài. Nhận thấy có hàng, gã mặt sẹo đánh mắt ra hiệu cho đang em bắt lấy cô vợ cùng đứa con trai. Đứa trẻ bị người lạ mặt bắt bớ thì hét toáng lên, vùng vẫy đòi ra. Nhưng nó đã bị một tên tay sai bịt miệng bằng thứ thuốc mê tẩm trong chiếc khăn mùi xoa. Mùi hương thoang thoảng, ngọt lịm, sộc vào cánh mũi rất nhanh đã có tác dụng. Cậu bé đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn ta. Hàng này nom có vẻ ngon lành đấy. Tụi bây cứ chơi con nhỏ đó cho thỏa thích rồi bán nó vào nhà thổ đi. Còn thằng nhóc này giao cho bọn buôn người. Chắc chắn sẽ kiếm được một món hời đấy. Không, không, xin ông đừng làm hại vợ con tôi. Thanh Thủy ghi chặt lấy tay gá mặt xèo. Phiền phức chết đi được, chết đi. Gá dùng con dao găm sắc bén cắt đứt ngón tay vướng víu áo mình, đoạn lại thẳng tay đâm một nhát chí mạng vào giữa ngực Thủy. Một dòng máu nóng hổi rỉ ra từ khóe miệng. Anh gục xuống trong một vũng máu trước sự ngỡ ngàng của người vợ. Đám người theo sau gá đàn ông mặt xèo cười lên đắc chí. Đã dân thân làm cái nghề này thì cảnh tượng máu chảy đầu rơi, chúng còn lạ gì. Thậm chí mỗi một sinh mạng tước đoạt dưới tay chúng, hệt như một thú vui không có điểm dừng. Anh Hưng, bây giờ chúng ta giải quyết nơi này thế nào đây? Căn nhà này xem ra cũng đẹp đó chứ. Cứ phanh thay xác của con chó chết này ra rồi thiêu cháy nó. Nhớ phải làm gọn gàng vào, đừng để lại dấu vết, khiến bọn cớm đánh hơi ra chúng ta. Không thì chết cả lũ. Nói xong, gã đàn ông tên Hưng ấy, cùng một số tay sai dẫn vợ Thanh Thủy, cùng đứa con trai anh lên chiếc xe trung chuyển vừa cướp được cách đây vài hôm. Trước khi rời khỏi, gã ta còn nhặt một ngón tay vừa cắt của Thanh Thủy bò vào chiếc hộp cùng một bức ảnh có phần sờn cũ, như một chiến lợi phẩm. Gia đình họ Mã bề thế ngày nào, giờ đây đã nhà tan cửa nát. Người trụ cột duy nhất đã bị sát hại. Người còn ở lại phải nhận lấy sự thống khổ đến cùng cực. Có lẽ ông trời đã tuyệt đường sống của cả gia đình họ. Sau khi Thủy chết, linh hồn anh ta vẫn vất vưởng xung quanh căn nhà. Nỗi căm hận cùng với sự đau đáu hóng chờ tin tức vợ con mình. Bởi chấp niệm còn đó khiến anh không thể đi tìm vợ con mình mà mãi ở đấy. Rồi đến một ngày không xa, oán hồn của lão già quái quỷ kia xuất hiện và dẫn dắt Thủy trong âm giới. Lời nói của lão ta hệt như một thứ thì đó thu hút khiến Thủy nhất nhất tuân theo. Cũng chính từ lúc ấy cho đến hiện tại, những hiện tượng quỷ dị cứ diễn ra hễ ai thuê lại căn nhà này. Nhẹ thì thần trí điên loạn, tâm thần bất an, còn nặng hơn thì bị hành hạ đến chết. Câu chuyện kết thúc trong sự sụp sùi của ông lão. Mọi sự xảy ra quá khủng khiếp, khiến tâm trạng hai người đàn ông trung tuổi chúng tôi trùng xuống, day dứt khôn nguôi. Cả hai quyết định rời khỏi căn nhà ấy mà quay trở về. Nguyên nhân của sự oán hận ám lên toàn bộ căn nhà mà Thanh cùng gia đình hiện đang sinh sống xuất phát từ nỗi đau đó. Sau khi trở về, tôi thu dọn hành lý, từ biệt thân chủ ra đi, thực hiện di nguyện cuối cùng của vong hồn Thanh Thủy. Cuộc hành trình vẫn còn rất dài. Ngày, tháng, năm. Theo giấc mơ, tôi được hồn ma kia báo mộng. Địa điểm tìm thấy người vợ ngụ tại tỉnh X lân cận. Đó là một căn nhà điều hưu, có phần nghèo khó. Người tiếp tôi là một người phụ nữ tuổi đã sấp xỉ lục tuần. Qua lời kể của bà, tôi chắc chắn đã tìm đúng người. Bà ta nói cách đây gần 40 năm, mẹ bà đã cưu mang một cô gái trẻ tuổi cùng đứa con trai của cô ta chỉ mới 4 tuổi. Nhưng kết quả do khi được cứu về, do bị bỏ đói cùng lang bạt miệt xứ, cả hai đều mắc phải một căn bệnh lạ và qua đời không lâu sau đó. Mộ phần của họ được chôn cất sau vườn. Ngay đêm hôm đó, tôi lập ra đàn pháp sự gọi hồn hai mẹ con về. Vong hồn Thanh Thủy cũng đi theo tôi. Đêm khuya gió lạnh, lất phất cơn mưa phùn, khiến cảnh vật càng trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Buổi lễ diễn ra thành công ngoài mong đợi. Cả ba linh hồn trùng phùng trong nước mắt của sự hạnh phúc viên mãn.
Tôi tận mắt chứng kiến họ dẫn dắt nhau rời đi, trước khi cả ba tan biến vào làn sương mờ ảo còn quay lại cảm ơn tôi. Một cuộc hành trình nữa đã khép lại. Tập truyện Quỷ Ám đến đây là hết rồi. Chúc quý khán thính giả có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Nếu thấy hay, hãy ấn like và để lại một lượt bình luận cho mọi người cùng biết nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube này để được xem những video mới từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.